với sự nhạy bén và tinh thần học hỏi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu nông dân huyện bến lức đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao chủ lực là cây lúa cây chanh và một số cây trồng khác cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và cho xuất khẩu đối với cây chanh không hạ được đưa vào quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, hướng dẫn nông dân thực hiện chuyển đổi cây trồng theo định hướng với diện tích gần 7.000 ha, xuất khẩu gần 90% sang thị trường châu Âu, Trung Đông và một số nước trong khu vực. Giá chanh thời điểm Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023 được thu mua dao động từ 18 đến 20.000 đồng một ký. Nông dân phấn khởi đón Tết, hy vọng năm mới tiếp tục trúng mùa được giá ổn định thị trường. Tuy lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nhưng qua đại dịch Covid-19 lại là bề đỡ của nền kinh tế, góp phần cho tăng trưởng dương của nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt 2.700 hectare chanh ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết số 11 của tỉnh ủy, đảm bảo tính liên kết, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp.